Mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn về một cháu bé 9 tuổi học lớp 3 sẽ có hai cách thức dậy đơn giản muốn gửi đến các bạn để các bạn cùng tìm hiểu nhé. Xin chào các cô, các bác, các anh chị em. Hôm nay con sẽ ra làm giày, làm hai kiểu giày. Mình cùng bé thắt dây nha các bạn. Bây giờ là thắt kiểu gì trước? Kiểu nơ hay là kiểu gì trước? Về kiểu nơ. Bây giờ thắt nơ trước. Bé nói thắt nơ trước nha các bạn. Để cho bàn thẳng nha các bạn. Hai giây đều bằng thẳng nha các bạn.
cô, các bác, các anh chị em mình đã làm xong kiểu thứ nhất. Còn kiểu thứ hai đây các bạn, đây đấy, bé đã làm xem một cái cách thắt chè kiểu nơ như các bạn, các bạn đó, xem cách thắt nơ. Bây giờ sẽ sang cách thứ hai. Cách thắt chè thứ hai nha các bạn. Lần trên nhưng cái đây không phải thắt nơ. Cái cách này là bé tự sáng sáng kiến ra nha các bạn. Cái cách thắt này là bé tự sáng kiến ra các bạn. Cái cách này các bạn thấy được không? Đấy. Hai cách là bé đã hoàn thành xong. Con xin chào các cô các bác đã tham gia cùng con. Rồi bé đã hoàn thành xong rồi các bạn. Rồi các bạn thấy cách nào đẹp hơn các bạn? Hình như cách kia không bị ổ hơi, cách kia hơi hơi lộn xộn hay sao á. Cách thứ nhất thấy cành cái nơ rất là đẹp đúng không các bạn? Còn cách kia thì tự sáng kiến ra, sao
hơi lộn xộn ra đó, cách cái nơi rất là đẹp đúng không các bạn? Thôi mình cũng các bạn nào mà xem bé mà thác nơ thác giày á đẹp á thì các bạn hãy ủng hộ cho bé nha, hãy bằng cách là like và chia sẻ và hãy đăng ký kênh để cùng bé thác nơ nha các bạn. Mình xin chào tất cả các bạn.